Hello, my name is Jerry Almendar, Kính chào quý phụ huynh, tôi là Jerry, tổng giám đốc của học khu Santa Ana. Chúng tôi cập nhật cho cộng đồng những dữ kiện xảy ra tại học khu Santa Ana. Vài tuần trước đây, chúng tôi đã quan sát về việc COVID-19 cùng với cơ quan chăm sóc sức khỏe quận Cam. Chúng tôi đã quyết định đóng cửa trường để bảo vệ cho cộng đồng, các em học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường. Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, chúng tôi đã quyết định đóng cửa khoảng 4 tuần, cộng cả tuần nghỉ mùa xuân. Trong những tuần này, chúng tôi khuyên các em ở nhà là nơi an toàn nhất. Chúng tôi cũng yêu cầu các thầy cô giúp thu thập những tài liệu, bài vở để cho phụ huynh đến trường mang về cho các em làm bài ở nhà. Hiệu trưởng trường sẽ liên lạc với quý vị và sẽ cho quý vị biết ngày giờ và quý vị đến trường lấy. Chúng tôi cũng cung ứng bữa ăn sáng và trưa miễn phí cho học sinh. Tuần này chúng tôi trong chương trình giúp các nhân viên nhà trường về sự an toàn và đồng thời có những buổi huấn nghệ và học hỏi cho kết quả được tốt đẹp. Working with our teachers in order to provide training and support for remote learning that will take place. In addition, we're in the process of. Thêm vào đó, chúng tôi cũng rất là coi trọng những nhân viên của học khu và sẽ cập nhật những tin tức hàng ngày. So more information will be coming out weekly. Hi, I'm Dr. Rodriguez, board president for the Santa Ana Unified School District. And on Friday, March 13th, as Superintendent Almendares mentioned, chúng tôi là Rodriguez, phó chủ tịch của học khu thống nhất Santa Ana, cũng như tổng giám đốc nêu trên. Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, trường học đã đóng cửa cho đến ngày 13 tháng 4, tức là vào thứ Hai, các em sẽ trở lại trường. Chúng tôi rất quan tâm về hai vấn đề. Thứ nhất là bảo đảm cho gia đình và các em học sinh có thức ăn mỗi ngày. Thứ hai là có lời chỉ dẫn rõ ràng. Chúng tôi có mở 13 trường để phân phát đồ ăn. Quý vị mang các em đến để lấy đồ ăn đã đựng sẵn phần cho mỗi em để mang về. We are using a grab and go approach, meaning you come in, bring your child, and each child will have a kind of box or a bag of food that they can take home. We are constantly assessing. Bây giờ chúng tôi làm cách đó. Nếu sau này nếu trường hợp này gặp khó khăn, chúng tôi sẽ tính cách khác. The food is available from 8 to 10 every morning. And again, we are constantly. Các chỗ phân phát đồ ăn sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng và cho đến 10 giờ sáng. Nếu quý vị muốn biết nơi phân phát đồ ăn, xin vào trang mạng của trường tại www.sausd.us hoặc gọi số 714-558-5501. sausd.us. And if you'd like to call us, we are at 714-558-5501. Hi, I'm Valerie Musqua, Vice President of Santa Ana Unified School Board. And as my colleague, chào quý vị, Dr. chúng tôi là Valerie, chủ tịch của học khu thống nhất Santa Ana. And we all need to work together and stay strong as a community. Chúng ta cần phải làm việc chung với nhau và liên kết cho chặt chẽ. Các em học sinh rất là quan trọng đối với chúng tôi. Tất cả những gói bài làm thầy cô đã sửa soạn sẵn cho các em. Quý vị có thể đến trường lấy hoặc nếu quý vị có vi tính, quý vị có thể lên trang mạng của trường. Quý vị cũng có thể vào Google Docs để xem.
các thầy cô và những nhân viên rất là nhiệt thành. Khi quý vị đến lấy đồ hoặc thức ăn, xin hãy cảm ơn họ. Xin lưu ý, hãy cho các em ở nhà, đừng đến nhà bạn hoặc đi chợ để tránh khỏi những sự rủi ro đáng tiếc xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là sự an toàn cho tất cả cộng đồng, các em học sinh, thầy cô và nhân viên của học khu. In these very hard times. We just want you to know that we are very mindful of the anxiety and the stress, not only the community. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị ngày lễ ra trường. Hiện giờ chúng tôi chưa có chi tiết rõ ràng. Xin quý vị nhớ lên trên trang mạng để coi những chi tiết mới. Chúng tôi sẽ cập nhật mỗi ngày. So I also want to thank our classified staff. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn với chúng tôi trong lúc khó khăn này. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các hiệu trưởng, thầy cô và tất cả các nhân viên thiện nguyện. As Dr. Rodriguez had indicated and our superintendent, please check the website again, www.sausd.us. Also, please go to the Orange County Healthcare Agency for updated information. Those of you that have the ability to go online and do that. And again, as Santa Ana Unified School District, we want to thank you, each and every one of you, for your commitment to work with us during these difficult times.